Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi những tin tức tổng hợp quốc tế mới nhất. Sau đây là nội dung chi tiết. Phương Tây thúc đẩy Kiev đàm phán hòa bình với Nga Vào ngày 3 tháng 11, Nga đã tiến hành cuộc tấn công bằng UAV lớn nhất vào Ukraine trong nhiều tuần qua, với khoảng 40 UAV cảm tử và một tên lửa hành trình. Các hệ thống phòng không của Ukraine được cho là đã phải hoạt động hết công suất trên khắp 10 khu vực, bao gồm cả thành phố Lvov nằm ở phía Tây, cách xa chiến tuyến giao tranh ở phía Đông và phía Nam nước này, Tờ New York Times viết như sau. Dữ liệu từ quân đội Ukraine cho thấy, Nga gần đây đã tăng cường các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái chống lại Ukraine, nhắm mục tiêu vào nước này với gần 650 UAV Shahed do Iran sản xuất trong hai tháng qua, so với chỉ khoảng 450 chiếc vào tháng 7 và tháng 8. Cũng trong ngày 3 tháng 11, Nga đã thả hơn 50 quả bom dẫn đường xuống vùng hữu ngạn Kherson, một cơ sở giáo dục đã bị phá hủy. Nga cũng tấn công vùng Kherson nhiều lần trong cuối tuần qua. Hậu quả, đã khiến cho lữ đoàn 128 của Ukraine phải chịu tổn thất nặng nề với 28 binh sĩ không qua khỏi. Phía Nga đã theo dõi hoạt động di chuyển của quân đội Ukraine bằng UAV. Vào lúc binh sĩ tập trung thành một nhóm, Nga đã phóng tên lửa tấn công vào đám đông này. Khi sự chú ý của thế giới tập trung vào cuộc chiến Israel-Hamas, hy vọng chiến thắng của Ukraine ngày càng tiêu tan, thì các lực lượng phương Tây bắt đầu lặng lẽ thảo luận với chính quyền Kiev về những nhượng bộ để xung đột có thể kết thúc. Cuộc thảo luận này không phải là bàn về một cuộc phản công mới mà là về những nhượng bộ mà Ukraine có thể phải chấp nhận theo một thỏa thuận hòa bình. Điều đáng nói là trước đó tờ Economist đã dẫn lời của tướng Jaluni thừa nhận rằng tình hình chiến trường đang rơi vào bế tắc. Vào hồi tháng 9, chính tờ New York Times đã tạt gáo nước lạnh vào bất kỳ ai vẫn tin rằng Ukraine còn hy vọng để đẩy lực lượng Nga ra khỏi miền Đông và Đông Nam của mình, chứ đừng nói là đến bán đảo Crimea. Bài báo còn hé lộ rằng sau cuộc phản công mùa hè của Ukraine, Nga thậm chí còn kiểm soát thêm gần 200 dặm vuông lãnh thổ so với đầu năm. Việc giành được lãnh thổ Ukraine gần như phù hợp với mục tiêu của Tổng thống Putin đã đề xuất khi chiến dịch quân sự đặc biệt bắt đầu. Ông ấy cho biết rằng Nga đã tìm cách bảo vệ các tỉnh Donetsk và Lugansk. Ông công nhận các nước Cộng hòa này trước ngày tấn công Ukraine. Lực lượng Nga hiện đang kiểm soát gần như toàn bộ khu vực đó, chúng được gọi chung là vùng Donetsk. Nga cũng kiểm soát hầu hết các vùng Zaporizhia và Kherson, tạo cho họ một cầu nối đất liền với bán đảo Crimea. Crimea và các tỉnh phía đông Ukraine có dân số chủ yếu là người Nga. Trong những tháng gần đây, tiền tuyến hầu như không hề thay đổi do Nga đã xây dựng được hệ thống công sự phòng thủ đáng ngờm và khiến cho quân đội Ukraine phải tự suy thoái mà không đạt được lợi ích gì sau 5 tháng phản công trong cuộc đối đầu với quốc gia lớn hơn nhiều. Quân đội Ukraine có thể nói là đang tiến tới con đường hủy diệt. NBC News cho biết các quan chức phương Tây lo ngại rằng Ukraine đang cạn kiệt lực lượng, trong khi Nga có nguồn cung dường như vô tận. Ukraine cũng đang gặp khó khăn trong việc tuyển dụng và gần đây dân chúng đã phản đối khi Tổng thống Zelensky ra lệnh nhập ngũ không giới hạn. Nhân lực hiện đang là mối quan tâm hàng đầu của chính quyền Kyiv và cho dù phương Tây tiếp tục gửi vũ khí cho họ, nhưng nếu như không có lực lượng đủ năng lực để sử dụng những loại vũ khí này, thì điều đó cũng chẳng mang lại lợi ích gì. Sau cuộc phản công tốn kém và vô ích của Ukraine, chính quyền Kiev đang phải đối mặt với những cơn gió ngược chiều mạnh mẽ nhất. Thứ nhất, đó là cuộc chiến giữa Israel và Hamas đã chuyển hướng sự chú ý của công chúng phương Tây. Thứ hai, sự nhiệt thành ủng hộ Ukraine của Mỹ đã trở nên nguội lạnh. Và thứ ba, ngày càng có nhiều đảng viên Đảng Cộng Hòa trong Quốc hội Mỹ từ bỏ việc ủng hộ viện trợ cho Zelensky Chính quyền của Tổng thống Zelensky cũng phải đối mặt với rủi ro lớn hơn khi mà Hạ viện Mỹ vào hôm 2 tháng 11 đã thông qua dự luật hỗ trợ quân sự trị giá 14,3 tỷ đô la cho Israel. Dự luật do Đảng Cộng hòa soạn thảo sẽ cắt nguồn vốn từ sở thuế vụ để chi trả cho việc viện trợ Israel. Nó đã gây ra sự phản đối từ các đảng viên dân chủ, đặc biệt là từ Nhà Trắng. Nhà Trắng dẫn đe dọa phủ quyết dự luật và Thượng viện do Đảng Dân Chủ kiểm soát đang nghiên cứu một dự thảo của riêng mình. Tất nhiên, Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson không bỏ rơi hẳn Ukraine, nhưng ông cho rằng khoản hỗ trợ cho họ cần phải thấp hơn Israel. Đồng thời, các hỗ trợ cho Ukraine và an ninh biên giới Mỹ cần phải được gộp chung vào một gói. Như vậy, có thể thấy rằng vấn đề Israel đang trở thành trọng tâm tại Quốc hội Mỹ, chứ không phải là Ukraine. Bản thân Tổng thống Zelensky cũng phải thừa nhận thẳng thắn rằng cuộc chiến ở Trung Đông đang lấy đi sự chú ý của công chúng khỏi cuộc xung đột của họ. Tuy nhiên, ông ấy cũng bác bỏ thông tin của NBC News khi cho biết không ai trong số các đồng minh phương Tây của Ukraine gây áp lực buộc chính quyền của ông phải đàm phán với Nga. Tổng thống Zelensky cũng tuyên bố rằng mục tiêu của Nga là đưa sự chú ý toàn cầu ra khỏi cuộc chiến Đông Âu. Ông nói, chúng tôi đã ở trong tình thế rất khó khăn khi gần đây không còn ai tập trung vào Ukraine. Tướng Zaluny có nguy cơ bị sát hại truyền thông đưa tin hàng loạt về sự ra đi của thiếu tá hegandi chaleskov sự kiện này đã gây ra sự chấn động trên toàn ukraine ông này là trợ lý hàng đầu của tướng zaluni bộ trưởng bộ nội vụ ukraine iho klimenko lúc đó đã đưa ra một thông báo khẩn cấp có thể nói là rất kỳ lạ trong thời chiến nội dung bao hàm ý tứ rằng thiếu tá chiaskov đã không qua khỏi là do xử lý đạn bất cẩn đồng thời mong dư luận ukraine không lan truyền các thông tin không chính thức một điều trêu trêu là chính tướng Chaluni lại là người đầu tiên nhanh chóng bác bỏ thông tin này của Bộ Nội vụ và tuyên bố rằng trợ lý của ông đã bị sát hại trong hoàn cảnh bi thảm. Một thiết bị nổ đã được giấu trong món quà sinh nhật của ông ta. Vợ của Charles Jacob cho biết vật phát nổ là một quả lựu đạn nằm bên trong túi quà có chứa một chai rượu và một ly thủy tinh có hình quả lựu đạn. Đáng nói là người tặng món quà này cho Charles Jacob lại là chính đồng nghiệp của ông, Andriy Timsenskoe, Người này khai rằng ông ta quyết định tặng một món quà như vậy vì muốn gây bất ngờ cho Chayashkov. Tại hiện trường, cảnh sát đã tìm thêm được 5 quả lựu đạn chưa nổ. Trong quá trình khám xét nơi ở của Timshensko, họ còn tìm thấy thêm hai quả lựu đạn khác. Thư ký báo chí của Bộ Nội vụ Ukraine nhấn mạnh rằng Timshensko khai, ông ta đã nói với Chayashkov rằng món quà tặng là lựu đạn thật, nhưng có vẻ như người được tặng đã không tin điều đó nói tóm lại theo cách diễn giải của bộ nội vụ Ukraine thì Chazarskob đã được tặng một chai rượu whisky và lựu đạn thật nhân dịp sinh nhật nhưng vì lý do nào đó mà ông này đã giật chiếc vòng chốt an toàn trên quả lựu đạn và sau đó một tiếng nổ đã vang lên họ giải thích rằng Chazarskob đã cầm nhầm lựu đạn với ly rượu và quyết định mở ra xem. Tuy nhiên, cách giải thích này là không thuyết phục, bởi vì khó có thể tưởng tượng được làm cách nào mà nạn nhân lại có thể nhầm lẫn giữa một quả lựu đạn với một ly rượu giống như là lựu đạn. Hơn nữa, nguồn tin an ninh của Ukraine cho biết, Chazaskov tốt nghiệp học viện quân sự và được huấn luyện kỹ càng về cách sử dụng lựu đạn. Trong khi đó, tướng Jaluni tin rằng một thiết bị nổ không xác định đã phát nổ khi Chazaskov đã mở món quà. Nếu đúng như nguồn tin này thì trợ lý của ông đã trở thành nạn nhân cho một cuộc tấn công khủng bố. Mặc dù Bộ Nội vụ coi đây là một tai nạn, nhưng mà các chính trị gia và giới truyền thông Ukraine không loại trừ khả năng là trợ lý của tướng Jaluni đã bị sát hại. Dana Zarova, thành viên Hội đồng chống tham nhũng Bộ Quốc phòng Ukraine viết rằng, Tôi cầu nguyện với Chúa, đây là một sự trùng hợp bi thảm chứ không phải là một cuộc tấn công có chủ đích. Dư luận Ukraine cho rằng sự ra đi của quân nhân này có thể liên quan đến cuộc xung đột trước bầu cử giữa Tổng thống Ukraine Zelensky và tướng Zaluni, Thậm chí có người còn đồn đại rằng sự ra đi của Chadiaskov là lời cảnh báo của Tổng thống Zelensky gửi tới Zaluni trong bối cảnh có khả năng phương Tây sẽ muốn có vị tướng này trở thành Tổng thống trong cuộc bầu cử sắp tới. Nghi ngờ này không phải là không có cơ sở khi gần đây, hai người này đã có một cuộc đối đầu gai cấn và đã được truyền thông dòng chính công khai. Việc tướng Zaluni hé lộ trên truyền thông nhiều thông tin tiêu cực liên quan đến chiến trường, chẳng hạn như là cuộc chiến đang bế tắc và sẽ là điều hoàn toàn bất lợi cho Tổng thống Zelensky. Vậy thì liệu vụ nhắm vào trợ lý thân cận nhất của Tổng tư lệnh quân đội Ukraine có phải là một lời cảnh báo hay không? Nội bộ Ukraine lục đục Có khá nhiều tình tiết cho thấy xung đột nội bộ ở Kiev đang gia tăng nghiêm trọng. Đầu tiên là bất đồng giữa Tổng thống Zelensky và Zaluni về chiến lược chiến tranh Điều này một lần nữa đã làm dấy lên cuộc thảo luận trong giới tinh hoa Ukraine về ý định tranh cử tổng thống của vị tướng quân đội này. Ở thời điểm hiện tại, Jaluni được coi là ứng cử viên tiềm năng cho chức tổng thống. Tiếp đó là sự ra đi bất ngờ của Hennady Chatyaskov, người trợ lý thân cận của Jaluni. Ngoài ra, ngày 7 tháng 11, đã có thông tin tân Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Rustem Umerov đã đệ trình đề xuất cách chức tướng Jaluni. Điều này cho thấy mối quan hệ giữa hai quan chức quân đội cấp cao của Ukraine là không hề bình thường. Đặc biệt, Tổng thống Zelensky, theo yêu cầu của Tân Bộ trưởng Quốc phòng, cũng đã bất ngờ cách trước tư lệnh lực lượng tác chiến đặc biệt Viktor Khoresko mà không hề hỏi ý kiến của tướng Jaluni. Tinh tiết thứ ba đó là tướng Jaluni đã thể hiện sự đồng tình trên một bài đăng trên Facebook của cựu cố vấn Tổng thống Zelensky là Oleksiy Arestovic. Ông này hiện là người công khai chỉ trích dữ dội chính quyền Zelensky Ngày 7 tháng 11, Arestovic tiếp tục lên án Tổng thống Zelensky đã xúc phạm danh dự quân nhân khi cách chức tư lệnh lực lượng đặc biệt Konezko mà không có lý do, đồng thời không quên cảnh báo ông Zelensky rằng không nên phạm thêm sai lầm như vậy đối với tướng Zaluni. Trước đó, trong một cuộc phỏng vấn gây chấn động với hãng tin Ba Lan, ông Arestovic đã chỉ trích Tổng thống Zelensky vì hành vi ngày càng hống hách của mình theo vị cố vấn này thì chính sự kiêu ngạo và hoang tưởng của Zelensky đã gây ra vấn đề lớn đối với các nước đồng minh phương Tây. Ông Arestovic được cho là đã chuyển ra nước ngoài sinh sống và cũng được cho là một ứng viên tổng thống tiềm năng. Khủng hoảng thứ tư đó là Quốc hội Ukraine đang chuẩn bị dự luật cho một cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 3 năm 2024, nhưng mà Tổng thống Zelensky lại bác bỏ bất kỳ một cuộc thảo luận nào liên quan đến vấn đề này và cho rằng đây không phải là thời điểm thích hợp cho bầu cử. Ông ấy nói, Tôi tin rằng bây giờ không phải là thời điểm thích hợp cho cuộc bầu cử và chúng ta cần phải chấm dứt tranh chấp chính trị để tiếp tục đoàn kết để không có một chỗ nào cho xung đột và cho chơi của những thế lực chống lại Ukraine. Nói tóm lại, theo Tổng thống Zelensky, mọi tầng lớp Ukraine nên chỉ tập trung vào cuộc chiến này và việc nói về cuộc bầu cử là vô trách nhiệm trong khi đất nước đang chống chọi với một cuộc tấn công từ Nga. Tuy nhiên, phương Tây đang gây áp lực buộc Kiev phải tổ chức các cuộc bầu cử quốc hội và tổng thống giới quan sát nhận định rằng Mỹ muốn thanh ngựa giữa dòng để đưa lên một người dễ bảo hơn ông Zelensky. Hiến pháp Ukraine quy định cấm bầu cử quốc hội diễn ra trong tình trạng thiết quân luật, nhưng nó không cấm bầu cử tổng thống bởi vì chỉ cần đa số quốc hội bác bỏ luật cấm bầu cử tổng thống trong thời điểm thời chiến thì luật này sẽ bị hủy bỏ. Trước đó, tổng thống Zelensky đã chấp nhận kế hoạch tổ chức bầu cử để làm hài lòng các đồng minh phương Tây nhưng có thể sau cuộc đụng độ với tướng Saluni và cựu cố vấn Arestovic vốn đều là những ứng viên tiềm năng thì ông Zelensky đã mạnh tay hủy bỏ bầu cử vào năm tới. Tuy nhiên không phải là ông ta có thể thích làm gì thì làm nấy, phía Mỹ có thể sẽ ra điều kiện viện trợ cho Ukraine đính kèm với các điều kiện liên quan tới bầu cử và đương nhiên nhà lãnh đạo Ukraine sẽ phải chịu khuất phục. Chi tiết cuối cùng cho thấy nội bộ Ukraine trở nên rối ren hơn là khi Irina Farian, cựu thành viên quốc hội của đảng Tân Phát Xít Svoboda đã chỉ trích thành viên của lữ đoàn Azov vì nói tiếng Nga thay vì tiếng Ukraine. Cư dân mạng và đặc biệt là quân đội nước này, trong đó có cả một số thành viên Azov đã phản ứng rất gay gắt trước tuyên bố của bà Farian. Như vậy có thể thấy, toàn cảnh một bức tranh hỗn loạn ở Kiev vào thời điểm hiện tại, trong khi trên chiến trường họ cũng đang vô cùng bất lợi.